command of Christ is our supreme concern. The believers at Lighthouse Evangelical Church, LEC, are fully captured by this inspiring statement from Dr. James Kennedy when he speaks about fulfilling the Great Commission of our Lord. Evangelism explosion with evangelistic tools that have been an integral part of LEC for the past 15 years. Vào năm 2009, vợ chồng chúng tôi được tiếp cận và khích lệ để tham gia khóa huấn luyện EE dành cho người lớn. Chúng tôi trở về với lòng nhiệt huyết và sự khao khát được Chúa dùng để ra đi làm chứng về Chúa. Và cảm ơn Chúa vì sự tươi mới của công cụ đem đến những bông trái kết quả cho việc chia sẻ về Chúa. Chúng tôi chứng kiến 21 người tin nhận Chúa, dạy đạo và làm báp têm cho 14 người. Và đó là hội thánh nguồn sáng đầu tiên được thành lập. Thông qua một nhóm chứng đạo và huấn luyện chứng đạo sâu rộng, viết tắt là EE, chúng tôi đã tin nhận Chúa. Không lâu sau, chúng tôi trở thành những giáo viên của chương trình này. Đúng vào thời điểm chương trình SE cũng được bối cảnh hóa và đưa vào Việt Nam. Sự tiếp nối này giúp chúng tôi không chỉ rao giảng phúc âm, mà còn đồng hành trong việc thích ứng công cụ này với văn hóa và ngôn ngữ hiện tại, góp phần mở rộng sứ mạng của Chúa tại quê hương mình và rộng hơn nữa đến với đồng bào và người Việt ở các nước. Cảm ơn Chúa, Hội Thánh Nguồn Sáng đã được Y Quốc tế ủy thác mời sang Fiji học và trở về phát triển bộ tài liệu SEE trong tiếng Việt. Sau chương trình SEE, Hội Thánh Nguồn Sáng cũng hỗ trợ hiệu đính tài liệu Hope for Kids, giúp trẻ em học về phúc âm để chia sẻ phù hợp và năng động hơn. Thời điểm này, hầu như tất cả tín hữu tại Hội Thánh Nguồn Sáng đã được huấn luyện với công cụ EE và nhiều người là giáo viên của những chương trình khác nhau. Không những vậy, trong 5 năm qua, Hội Thánh đã đưa SCE vào chương trình đào tạo bắt buộc cho những người phục vụ Chúa tại địa phương. Chương trình này đã trang bị cho 108 người đến từ 20 hội thánh khác nhau và nhiều người trong số đó là giáo viên của chương trình này. Là những người kinh nghiệm rất rõ ràng về quyền năng biến đổi mà phúc âm của Chúa Giêsu mang lại cho mình, nên hai người bạn thân chúng tôi có chung một khao khát, đó là phải nói về phúc âm cứu rỗi một cách đúng đắn cho thân hữu. SEE đã trang bị rất hiệu quả cho chúng tôi làm điều này. Đặc biệt trong giai đoạn gần đây, khi đến với đối tượng bệnh nhân ung thư trong công trường mở mang hội thánh mới, chúng tôi thấy điều này càng khẩn cấp hơn rất nhiều. Họ cần biết về một cứu Chúa đem đến sự chữa lành tâm linh và ban sự sống đời đời cho họ. Chúa đã cho chúng tôi thấy những kết quả và chúng tôi cũng ao ước mình tiếp tục dạn dĩ để công bố tin lành nhiều hơn nữa. Sau khi được học chương trình của ITE, vợ chồng của chúng tôi cảm thấy chúng tôi rất là muốn làm nhiều việc lành hơn cho Chúa. Và làm việc lành để làm chi? Làm việc lành để chúng tôi có thể tạo ra được nhiều mối quan hệ hơn, để chúng tôi có cơ hội để làm chứng về phúc âm của Chúa Giêsu cho nhiều người. Đến nỗi mà khi gặp bất kỳ ai thì vợ chồng chúng tôi đều muốn làm chứng cho người đó. Cảm ơn chương trình ITE đã huấn luyện và trang bị cho chúng tôi. Tôi thường không dạn dĩ để kết nối hay trò chuyện với người khác. Thế nên, việc chia sẻ về Chúa cho thân hữu là một thách thức lớn đối với tôi. Nhưng tạ ơn Chúa, qua khóa học SEE, tôi đã được mạnh dạn hơn, biết cách và trình tự để bày tỏ về Chúa một cách rõ ràng, dễ hiểu. Trong những cơ hội được thực hành cùng với các anh chị em khác, cũng như cơ hội làm chứng cá nhân, tôi đã được chia sẻ về Chúa cho cả gia đình và nhiều người bạn của mình. Trong đó có một người bạn đã tiếp nhận Chúa và hiện đang nhóm lại cùng với tôi. Tạ ơn Chúa thật là nhiều. Tôi đã dạy SCE đến nay được gần 7 năm rồi. Được học tập công cụ SCE thực sự đã thay đổi đời sống chứng đạo cá nhân của tôi. Nhưng được trang bị SCE cho những người khác, đó là cách rất hiệu quả mà Chúa đã giúp sức để tôi có thể nâng cấp những chứng nhân cho Chúa Giêsu. Thật ích lợi đối với chúng tôi là giáo viên cũng như là phụ huynh khi các con theo học chương trình Hope for Kids, thì chúng tôi nhận diện được cái tiến trình đức tin của các con.
Nếu các con mà chưa xác nhận đức tin cá nhân thì chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ để các con đi đến việc xác nhận đức tin cá nhân với Chúa. Đối với những bạn đã xác nhận đức tin cá nhân thì chúng tôi đồng hành và hỗ trợ để các bạn trở nên vững mạnh ở trong lời của Chúa và tự tin để đi ra chia sẻ về Chúa cho những bạn bè của mình. Đó là điều chúng tôi nhận được và cảm thấy rất là được khích lệ. ECE đã giúp tôi có một công cụ để trình bày phúc âm một cách hiệu quả. Qua đó tôi dạn dĩ hơn trong công tác truyền giáo và không ngại ngùng khi nói rằng Chúa Giêsu đã cứu anh rồi. Công cụ truyền giáo của ECE đã giúp tôi vượt qua nhiều nỗi sợ, sợ bị từ chối, sợ không biết nói gì, sợ mất tình bạn với thân hữu để nói về điều quý giá nhất mà tôi có là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng giải phóng tôi để tôi nên sợ việc họ bị hư mất đời đời hơn là sợ những điều ở trên. Thật vui thỏa khi được nói về Chúa Giêsu và vâng lời thực hiện đại mạng lệnh của Ngài. Từ sau khi được Chúa cứu sống khỏi xuất huyết não gần 5 năm trước, tôi biết ơn Chúa cho tôi sống để khao khát nói về Chúa cho ít nhất một người một tuần. Tạ ơn Chúa. After 15 years of faithfully using the tools God has given us, Lighthouse Church believes this journey is still ongoing. We are committed to sharing the gospel and raising up the next generation, continuing to build on what God has entrusted to us. We look forward to bringing His love to more people and expanding His kingdom. We thank God for choosing us and guiding us on this mission path. The last command of Christ is our supreme concern.